Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24 tháng 2 cho biết Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công tái chiếm bán đảo Crimea từ Nga. Ông tiết lộ Kiev đang thành lập các đơn vị đặc nhiệm mới cho nhiệm vụ này, trong đó có các quân nhân đang được đào tạo ở nước ngoài. Tổng thống Ukraine cho hay Ukraine đang thực hiện các bước quân sự chuẩn bị cho điều đó. Theo ông, Ukraine đã chuẩn bị tinh thần về mặt kỹ thuật với vũ khí, lực lượng, thành lập các lữ đoàn mới, các đơn vị tấn công khác nhau. Ukraine gửi người đi đào tạo không chỉ ở Ukraine mà còn ở các quốc gia khác. Theo đài RT, Tổng thống Ukraine cũng như các quan chức hàng đầu khác đã nhiều lần cam kết tái chiếm tất cả lãnh thổ của Ukraine mà Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014. Bốn vùng lãnh thổ khác thuộc Ukraine, cụ thể là Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, cũng như các vùng Zaporizhia và Kherson đã bị Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Đầu tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Crimea sẽ bị xem là một cuộc tấn công trực tiếp vào chính quốc gia này và sẽ đối mặt sự trả đũa không thể tránh khỏi bằng bất kỳ loại vũ khí nào. Trong diễn biến khác, đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các thành viên đảng Cộng hòa trong việc kiểm soát khoản viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ gửi cho Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 24 tháng 2 cho hay không có lý do gì để lo ngại rằng các khoản tiền đang bị sử dụng sai mục đích. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết, cho đến nay chúng tôi không thấy dấu hiệu nào về bất kỳ nguồn lực hoặc vũ khí nào mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine bị sử dụng sai mục đích, đặt nhầm chỗ, đánh cắp, bán trên chợ đen hoặc bị Nga chiếm đoạt. Kênh CBS News hồi tháng 8 năm 2022 cho rằng chỉ có khoảng 30% vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine đến được tiền tuyến, nguyên nhân do số vũ khí trên thường phải thông qua một mạng lưới phức tạp để đến được quân đội. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng trước đã sa thải một số quan chức cấp cao trong chính phủ của ông vì trục lợi từ khoản viện trợ của phương Tây. Ukraine liên tục bị xếp hạng trong số các quốc gia tham nhũng nhất ở châu Âu theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Trước đó, Lầu Năm Góc cũng thừa nhận quy mô lớn của chương trình viện trợ dẫn đến nguy cơ rất thực tế về việc các nguồn lực bị sử dụng sai mục đích. Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm 24 tháng 2 yêu cầu chính quyền chuyển giao các tài liệu chứng minh rằng viện trợ kinh tế và quân sự được phân bổ cho Ukraine không bị thất thoát vì lãng phí, gian lận và lạm dụng.